Hồi nãy chưa đổ dầu vô, cái bên dầu đổ vô. Hồi sao nó cứ chạy trở lại không trời. Tôi gửi giám đốc coi đó bà mày cho bà mày. Nó cứ đi qua đó không ạ? À? Tại nó mềm hơn cái kia. Nó cứng. Thấy không? Hai cái tay dịnh vỏ rồi, tay nào dịnh cái này. Trời đất ơi. Từ từ quen. Mẹ mày 60 cái túi 1 tiếng mà giờ mới khúc máy rồi, chưa được cái túi nữa sao được 60 cái 1 tiếng. Kêu nghe cộp 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 cặp cặp cặp. Trời ơi, cái này quá trời rồi.